Vâng, tiếp theo là những chiếc loa siêu chép JBL mang thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Mexico. Phiên bản này là hàng sách tay với cái số lượng cực kỳ hiếm. Model là ST200, sử dụng là đầu đạn hỏa tiễn với cái tính chép rất là dày, sáng và khỏe. Phiên bản này lên tới công suất lên tới tận 400W một quả, cho nên là anh em có thể đấu trực tiếp vào âm ly, đấu trực tiếp vào cục đẩy như em đang đấu ở đây các bạn nhé. Và cái phiên bản này trở kháng 8 ohm và nó không ăn công suất của âm ly đâu, anh em yên tâm. Nó chỉ một chút thôi. Còn công suất 400W thì có nghĩa là nó sẽ chịu đựng được công suất lên tới 400W. Anh trong liên tục trong vòng 1 tiếng anh em chơi thoải mái với những cục đẩy âm ly này, đẩy liên vang, và ghép trực tiếp vào với loa bass 30, loa bass 40 cũng được. Và với giải chép một tiếng nó rất là sáng, lung linh, nó linh tai, và cái tiếng nó rất là dày và phóng xa nữa, làm cho anh em có cái cảm giác nghe nhạc nó rất là đã các bạn nhé. Đặc biệt là những anh em nào mà hay nghe nhạc guitar không lời, rồi những bản nhạc du dương trữ tình kiểu như thế này rất là tuyệt vời. Và loa nhà bác nào mà lại cháy chép nữa thì thôi, thêm chép ngay vào khẩn trương thì nó sẽ cho cái bản nhạc nó sẽ hay hơn rất nhiều các bạn nhé. Không có loa chép thì nghe nó rất là khó chịu. Ở đây điển hình như em đang sử dụng là một đôi loa VK720, nó đã có kèn rồi, nó chép kèn này, tiếng nó cũng rất là khỏe. Tuy nhiên em giảm bớt chép đi một chút để cho các bác và anh em nghe cái âm sắc khi mà có thêm loa chép và không có loa chép thì nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Đây, hiện tại không có loa chép nó sẽ như này. Đó, sau đây em đấu cái loa chép và các bạn cùng nghe. Đó, tiếng đánh cực kỳ hay luôn, tiếng rất sáng tiếng. Đấy, hiện tại đây em đấu trực tiếp vào cục đẩy luôn các bạn nhé. Đó, tiếng nó sẽ như này. Rất hay đúng không ạ? Tăng âm lượng tí cho các bác và anh em cùng nghe. Cái phiên bản này thì có mức giá rất là hợp lý nữa các bác nhé, chỉ có 2.200.000 đồng cho một cặp loa chép xịn sò chứ, hàng sách tay như này. Và sản phẩm này thì anh em yên tâm là sẽ không phải lo về vấn đề là ảnh hưởng gì đến cái loa của chúng ta đang chơi đâu. Và ngày hôm nay đây cũng chính là cái đơn đặt hàng của rất nhiều các bác và anh em trong buổi chiều của ngày hôm nay. Đó, chúng em cũng đang chuẩn bị test hàng gửi cho các bác và anh em. Rất là cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của các bác đã dành cho Hoàng Long, cũng như là đã bấm đăng ký kênh, bấm theo dõi. Và anh em nào có nhu cầu muốn mua những chiếc loa siêu chép như thế này thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số máy hotline của chúng em ở trên màn hình nhé, 0975386726 hoặc 0963866222, chúng em sẽ ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác rất nhiều.